Ôi hello anh em nhá. Đó, lời đầu tiên thì cho cửa hàng xe máy Phương Nam xin được kính chào cô dì anh chú bác gần xa. Đó, địa chỉ cửa hàng mình hiện nằm ở số 14, đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh em nhá. Đó, thì hôm nay tiếp tục cửa hàng mình lại lên cho anh em một chiếc xe. Đó là Honda dọn kiểu dáng cà phê anh em nhá. Đó, con xe này là xuất xứ xe của Honda. Đó, Honda nhập gốc luôn nha anh em nhá. Xe rất là đẹp luôn này. Đó, đã dọn lên kiểu dáng của cà phê luôn rồi. Đó, form dáng xe thì cực kỳ là đẹp luôn nha anh em nhá. Đó, con này thì có độ tay thắng này, đèn đồng hồ điện tử này anh em này. Đó, cùm dầu này, đó, tay côn này, đều của Linsta loại xịn hết anh em nhá. Đó, anh em đầu đèn cầu nữa này, vô thêm một cái đèn cầu nữa luôn này anh em này. Đó, liền được sơn màu vàng cam rất là đẹp luôn. Đó, máy móc thì bao zin, bao êm. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, còi đèn mình xi nhan mọi thứ hoạt động tốt. Đó, anh em nhìn cái phần yên đằng sau của nó là lên kiểu dáng cực kỳ là đẹp anh em nhá. Hiện tại con này thì đang mang biển số 61 Bình Dương. Đó, 61H1 13015. Đó. Anh em là đây anh em nữa này. Đó, lên được thêm cây bô nữa này. Một cái cặp phuộc hơi này. Đó, phuộc hơi này anh em này, xe đang rất là đẹp luôn. Đó, mọi chức năng thì hoạt động đầy đủ. Bây giờ mình test máy cho anh em nghe nhá. Bảy màu luôn nha anh em nha. Đó, rất là sáng. Xi nhan này. Đó, còi đèn mình xi nhan đầy đủ hết anh em nhá. Đó. Xe thì đó, xe thì đang được lổ gan tì rất là ngọt ngào luôn. Đó. Mọi chức năng hoạt động đầy đủ cả. Đó, 20 mấy triệu thôi anh em nhá, 2x nhỏ xíu thôi. Đó, anh em nào có địa chỉ cửa hàng mình thì anh em nào thích thì ưng con xe này thì cứ nhắn tin qua số này cho mình này, 0977 355 248, hoặc số Zalo 0385524849 anh em nhá. Đó, cửa hàng mình thì có hỗ trợ anh em trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng. Qua ngân hàng anh em chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu là có thể trả góp xe bên mình được rồi. Đó, cửa hàng mình còn rất là nhiều xe. Đó, anh em nào có địa chỉ thì cứ lên cửa hàng xem xe trực tiếp anh em nhá. Khi mua xe cửa hàng mình thì sẽ được bảo dưỡng. Đó, có nghĩa là trước khi xe xuất xưởng ở nhà đi thì mình sẽ kiểm tra nhớt nhau đầy đủ. Đó, xăng cộ đầy đủ, hoàn thiện con xe đàng hoàng anh em nhé. Đó, một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở chiếc xe tiếp theo.